Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với LTK Bonsai. Hôm nay tại điểm bán cây kiểng của Lợi Nguyên. Rồi mình giới thiệu gì đây Lợi ơi? Rồi chào chú Tấn, chào bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay thì em có về một lô hàng mới là gồm có là bằng lăng núi, ôm đá và gỗ chắc và bạch mai nha bà con. Bạch mai thì bông trắng và một số cây kiểng mini thành phẩm khác nha. Bạch mai là cây mai núi hả? Bạch mai là mai núi có bông ở trên đó đó nữa, em sẽ giới thiệu cho bà con coi trên màn hình nha. Rồi nó khi mà tới bạch mai em sẽ mở bông lên cho bà con xem nha. Rồi. Bạch mai núi á đây. Rồi cũng như là cây này là cây đầu tiên nha bà con. Đây là cây trang, đây trang lá chung, đây đỏ hường nha bà con, đây đỏ hường lá chung, cây thành phẩm, cây thường chậu rồi nha, về là bà con chơi qua thôi. Nhưng đây cái này thì rất là già cây rồi nha bà con. Rồi đây các bông rất là đẹp luôn, đỏ hường nha chứ không phải đỏ quyết mình nha. Đây cây này có chiều cao là 58. Rồi đây tán ngang là 60. Đây cây này vô dây về bà con vô dây chỉnh hơn là rất đẹp nha, cây này bảo đảm là liền bệ một cốt luôn. Rồi đây bộ đế rất đều, đây vành của nó là 21 yếu như 20 đi. Rồi, 20 nha bà con. Đây rễ rất là to, rất là đẹp luôn nha, cây này bảo đảm thuần chậu. Đây cây này có giá là 2,4 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con nha, nhưng mà cái này em không ship chậu nha con, em sẽ thay chậu nhựa cho bà con. Đây chậu này chậu đá, ship nó sẽ bị bể nha, đường xa sẽ bể. Đây là cây số 2 là phôi là bằng lăng núi nha, đây bằng lăng hoa tím lá nhỏ nha bà con. Cái này về là để cho bà con chơi là ghép tường vi nha, hoặc là bằng lăng thái rất là đẹp. Đây chiều cao của nó là 26. Rồi đây, đây hoành của nó là 34 nha bà con, hoành đặc nha. Đây cái loại này là đa số là lũa nha bà con, lũa rất là nhiều nhưng mà nó rất là chắc cây nha. Đây cái này có giá là 400k, em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Rồi đây cây số là, đây là cây số 3, đây cũng là một rất phôi bằng lăng luôn nha, rất là dễ thương, bằng lăng núi ha. Rồi bằng lăng núi, chiều cao là 20, khác với bằng lăng của, khác bằng lăng mình, bông nó bông chùm, nó loại bông chùm. Đây hoành là 19 nha bà con, trên đây 19. Rồi cũng có giá 400k luôn, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này em sẽ bao sống cho bà con, cứ yên tâm nha. Nếu mà cây mà về mà không đâm mục lên thì trong vòng nửa tháng 20 ngày trở lại thì bà con cứ báo cho em sẽ bồi thường cho bà con là cây mới, hoặc là em sẽ hoàn tiền lại cho bà con nha. Rồi. Đây là cây số 4. Đây, cây này thì có lũa nha bà con. Đây nó rất có gắt. Cao là 22. Đây. Không hoành sơ này của nó thôi nha. 46. Rồi. Đây. Này thì có lũa, đa số bằng lăng thì lũa thì bà con cứ yên tâm, nó không bị mục. Sống rất là khỏe nha. Đây cây này có giá là 500k, em bao ship toàn quốc nha. Đây bao ship bao sống cho bà con luôn. Có lỗ gì đó hả? Rồi nó có lỗ, lỗ bằng lăng này là nó nằm núi là phải bị lỗ. Đây là cây số 5, cây này là ôm đá nha bà con. Đây bằng lăng ôm đá, rất là đẹp luôn nha. Đây chiều cao là 42. Đây hoành của nó là 59 nha bà con, 59 hoành. Đây rất là già nha, thấy gì rất là già nha, ôm nguyên cục đá trong mình luôn nha. Rồi có giá là 700k, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây số 6, đây cũng này cũng có ôm đá nha bà con, ôm nguyên cục đá luôn. Đây cây là sần sù hết nha. Rồi chiều cao là 40. Rồi hoành của nó là 40 luôn nha bà con, 40 hoành luôn. Đây rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này cũng có giá là 600k, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây những cái này bà con về cứ tưới nước đều đều nhiều nhiều dùm em đi, nó sẽ mau đâm mục, sức sống nó rất là mạnh nha, bà con yên tâm. Đây là cây số 7, đây phôi liền bệ luôn nha, có lũa nha, đa số đều có lũa, nhưng mà em sẽ bao sống tốt khỏe cho bà con luôn. Này là dành những người chơi lũa là nhiều nha. Đúng rồi, cái này cũng có ôm đá nha bà con. Đây đây cục nhỏ nằm trong thân đó là nó bị nằm ép luôn rồi nha. Rồi cao là 30. Này hoành này thì em chỉ ra hạo cho bà con tham khảo thôi nha, chứ nó liền bệ nhiều lắm. 63 hoành nha bà con. Đây cây này có giá là 700k, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây số 7. Đây cây số 8. Đây cây số 8 là có cái cành bay rất đẹp nha, có cành rơi nha. Rồi chiều cao là 41. Đây hoành là 49 nha, 49 hoành.
Đây, cái này bà con trồng ngoài nắng là nó lên màu ánh sáng rất là đẹp luôn nha. Đây, bằng lăng qua tím lá nhỏ nha. Đây, cái này chút xíu nó sạm luôn rồi. Cái này là hình như là không có lũa luôn. Cái này không có lũa luôn nha bà con, cái này cây đặc nha. Đây, cái này là nguyên cây đặc luôn. Cái này có giá là 1,1 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 9. Cây số 9 nha. Đây, cái này thì có một lỗ nhỏ thôi. Lũa thôi. Rồi, chiều cao là 47. Tổng hoành vị trí này của nó đi là 53 nha. Cây này cũng nguyên gốc đặc nha. Năm gốc đặc nha bà con đây. Nó lũa thép nên thận nha bà con. Nếu mà lũa là lũa rất là cứng. Rồi, cái này rồi cái này có giá là 900k. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, về bà con ghép tường vi chơi là rất là đẹp luôn. Đây, cây số 10. Đây, gốc này rất là lớn nha, gốc này chơi lũa bà con là khỏi chơi luôn nha. Đây, nguyên cái lũa nó về đây. Nó sống chỉ còn có nửa bên đó nha. Rồi, chiều cao là 58. Đây. Tổng cái hoành của nó, vị trí này của nó là 68 nha. 68 nha bà con. Đây, cây này chơi lũa là rất đẹp nha. Về bà con đục xương là chơi xương nữa thôi nha. Đây, tạo dáng lũa chơi ra, rất đẹp luôn. Đây, rất là già nha bà con. Rồi, cái này có giá là 1,7 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Em sẽ bao sống luôn cho bà con luôn. Vấn đề ship thì sống thì bà con cứ yên tâm. Đây, cái này rất là quái luôn nha. Cây số 11. Đây, rất là đẹp luôn. Cây này chơi cành bay là rất đẹp nha. Rồi, chiều cao là 56. Tán ngang của cây là 75. Đây, hoành của nó là 41 nha. 41. Đây, nguyên một cây đặc nha bà con. Này là nguyên một cây đặc luôn. Đây, rất đẹp luôn. Rồi, cái này có giá là 1,8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây có cành bay rất đẹp luôn nha. Đây, em có về là ba cây chắc nha bà con. Ba cây chắc núi mình bà con biết rồi, đất là loại gỗ quý nha. Chơi kiển là rất đẹp luôn nha. Nó thường là chơi lũa, lũa thép nha bà con. Đây, lỗ chắc rất là cứng nha. Cái này rất là quái luôn. Đây, chiều dài cái hình cái này là 29 nha. Chiều cao nó độ chừng khoảng chừng 22 thôi. Bao sống bao ship cho bà con nha. Cái này không đo được đo trên đây nha bà con, tham khảo thôi. Đây, trên đây hoành là 20 nha bà con. 20, đây đâm mục rồi nè. Đây, cái này em sẽ bao sống cho bà con luôn nha. Cây cổ chắc. Đây, hình thân rất là quái luôn. Cái này có giá là 800k. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây này cây số 13. Đây, cái này gỗ chắc nha. Này gọi là thép Ninh Thuận luôn đó nha bà con. Đây, lỗ thép Ninh Thuận luôn. Này bà con lấy cái cây đục là rất là cứng. Không bao giờ mục nha. Đây, cao là 47. Này dành cho những bà con là thích chơi thép nha. Bao sống cho bà con nha. Đây, hoành là 58 nha. 58, đây, đây lên mầm đây. Đây lên mầm đây. Này, những bà con nào nếu mà ưu chuộng về chơi lỗ thép là rất là đẹp luôn nha. Chơi lỗ nha. Đây, cái này có giá là 1,6 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây chắc nha bà con. Cây chắc thì đa số bà con chơi là toàn là chơi lũa không nha, chứ không bao giờ chơi nguyên ấy nha. Có nguyên thì người ta cũng nhân tạo lũa chơi thôi. Đây, cây số 14 cũng là gỗ chắc luôn nha. Đây, có một nhánh lũa luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây, nhánh lũa thiên nhiên luôn. Đây, nguyên cái nhánh này liều lũa nha bà con. Nhánh lũa nha. Em đo chiều cao của thằng này đi. Chiều cao của nó là 45. Cái này thôi khó đo hoành đâu. Đo cái tổng này đi cho bà con tham khảo thôi. Cái này đo cũng khó. Nó khoảng chừng 60 nha bà con. 60. Còn cái thằng này của nó là khoảng là trên này đi. Trên này là 16 yếu xíu thôi nha. 16 yếu xíu. Này em sẽ bao sống cho bà con yên tâm nha. Đây, cái này có giá là 1,5 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây. Cái này thì chưa thành phẩm nha bà con. Đây, cây này thì rất là nặng nha bà con. Đây là cây bạch mai. Bạch mai nha bà con. Đây, bạch mai núi luôn. Cái cây này là rất là già cây rồi nha. Đây, nguyên một thân đặc luôn nha. Bạch mai thì bông nó rất là đẹp nha bà con. Nó nở hoa vào mùa xuân nha, nở gộ nha. Đây, đây cái mặt bông của nó đây, nó đây nha bà con. Đây, mặt bông của nó đây. Nó bông chùm nguyên nhánh luôn nha. Đây, bông trắng mà chân màu đỏ nha, rất là đẹp nha. Đây bà con tham khảo nha. Đây, để em đo chiều cao.
Rồi chiều cao là 90. Đây. Cái hoành của nó là 72 nha bà con. Hoành đặt nó là 72 hoành. Đây 72 hoành nha. Đây cái này thì có lũa chỗ này nha. Nhưng mà miếng loại này thì bà con cứ yên tâm, lỗ của nó là nó kéo da liền hết rồi, không bao giờ mục nha. Bao sống khỏe cho bà con luôn. Đây cái lá ở đây. Bông rất là đẹp nha bà con. Trồng ở đâu cũng được nha bà con. Này về bà con chiếu là tưới nước thường xuyên thôi là cây sẽ rất là tốt nha. Miền nào cũng dễ trồng nha bà con. Đây rất là đẹp. Cái này có giá là 2,8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Bạch Mai. Rồi lên cây. Đây là cây số 16, cũng là cây bạch mai luôn nha. Đây cái này lùng lực có bô đế rất là đẹp luôn nha. Đây lùng lực rất đẹp luôn. Cây số 16. Rồi chiều cao là 32. Đây hoành của nó là 49 nha bà con. Hoành thân vì của nó là 49 nha. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây cái này có giá là 2,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này là không mục không lỗ luôn nha. Nguyên cây đặt luôn. Đây cây này là cây cũng là bạch mai nha. Cây này gắt gốc rất là lớn nha bà con. Đây con xem nha. Nguyên một củ đặt luôn nha. Này em bảo đảm một cốt cho bà con luôn nha. Này nó tại gấp quá em không có thể nhánh cho bà con thấy em xem nha. Đây bao sống tốt khỏe cho bà con luôn. Những cái này thì bà con yên tâm. Rồi đây nguyên bộ đế đặt nha. Rồi cao đi. Rồi chiều cao là 70. Đây cái này hoành to nha bà con. Cái này bảo đảm không bọng không lũa nha. Hoành của nó là 78 nha bà con. 78 hoành. Đây những vết cắt của nó đang kéo liền hết rồi. Này xử lý liền hết rồi nha. Bạch mai nha bà con. Đây cây số 17. Đây nguyên một củ đặt luôn. Cái này chơi cổ thụ rất đẹp nha. Cái này không có ghép nha bà con. Nó nguyên thủy thôi nha. Mình chơi nguyên thủy thôi nha. Cái này mình cũng chưa biết nữa. Cái này chắc cũng chưa biết được nữa. Cái này để hỏi lại. Rồi cái này có giá là 4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây bạch mai. Rồi xuống. Đây em có về một cây là điệp lào nha bà con. Chỉ một cây duy nhất thôi. Cây này là chơi thành phẩm vô dây rồi nha. Cây này về bà con thay chậu cho nó đủ chắc đất ăn nữa là cây sẽ rất là tốt và đâm bông gộ ra nha. Chiều cao là 40. Chiều ngang vị trí này của nó là 55 nha. Này là vô. Đây điệp lào nha bà con. Này nó ra là quanh năm. Ra hết đợt này là tới đợt khác nha. Đang có nụ rất là nhiều luôn nha bà con. Đây hoành thân của nó hạo thôi. Này cũng nhỏ chứ không lớn nha. Rồi hoành của nó 7 thôi nha bà con. Chỉ có 7 thôi. Cây thừng chậu bảo đảm luôn. Rồi cái này có giá là 900k. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. 900k ship chậu luôn. Đây. Đây là cây Kiều Hùng nha bà con, cây số 19. Cây này người ta cũng vô dây chơi là cũng thời gian cũng lâu rồi nha. Kiều Hùng. Đây bông của nó đây rất là đẹp luôn nha. Rồi, chiều cao là 44. Tán ngang là 60. Đây bông của nó đây nha bà con. Bông rất đẹp nha Kiều Hùng nha. Loại này cũng bảo đảm cho bà con ra bông quanh năm luôn nha. Đang có nụ rất nhiều. Vành cũng 7 thôi. Đây cũng có giá là 900k. Bao ship toàn quốc cho bà con nha. Đây cũng là cây Kiều Hùng luôn. Em về chỉ có một cặp mini nhỏ thôi nha. Để cho bà con chơi bàn thôi. Chơi bông rất đẹp nha. Rồi cũng bông y gan luôn Kiều Hùng. Đây cũng vô dây sẵn hết rồi. Dây siết hết rồi. Về bà con là gỡ ra thôi. Cao là 42. Rồi tán ngang 45. Hoành 78 nha bà con. Một cốt. Rồi cũng có giá 900k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này bà con về chơi bông hàng năm luôn. Rất là đẹp luôn nha. Đây cái là hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai thường chậu với một cây thôi nha. Đây nguyên cây bụi luôn. Rất là to. Cao là 82. Tán ngang là 65. Đây nó nguyên bụi nha bà con. Đây bông rất là thơm nha bà con. Hồng ngọc mai bông rất là thơm. Đây nguyên cái tổng cái hoành này của nó đi nha bà con là 11 nha. Cái này đo lẻ hay đo không sao đo được. Đây 11. Cái này bảo đảm thường chậu. Rồi cũng có giá 900k luôn. Em bao ship toàn quốc cho bà con. Em ship chậu cho bà con luôn nha. Được không? Không được đấy đó. Đây là cây tường vi nha bà con. Tường vi rất là lớn rồi nha. Đây cái này loại là thân gỗ nó lớn rồi nha coi bà con. Ra bông quanh năm luôn nha. Bông rất là đẹp. Cái loại này thì bà con về ghép mà bằng lăng lúc nãy nha. Là chơi qua rất đẹp luôn nha.
Đây, cái này cao là khoảng 2 mét. Đây, tán ngang của nó là này em bó là chắc cũng khoảng chừng 70-80 nha bà con. Trên nó có trên nha. Nhưng mà em hạo vậy thôi, 60-70 thôi. Đây, cây một cốt luôn nha, cây rất là già. Cây này bảo đảm sống khỏe luôn nha. Rồi, hoành của nó là chỉ có là chín thôi. Chín thôi nghe. Rồi, chín thì hoành của nó là chín thôi nha bà con. Số 22 rồi, cũng có giá 900k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cao là từ trên khoảng 2 mét. Đó là tường vi màu hồng nha bà con. Nó tường vi hồng. Đây, còn này là tường vi là đỏ nha. Đây, tường vi đỏ đang có nụ rất nhiều luôn nha. Đây. Này nó chiều cao khoảng 1m6 đi. Cây số 23 này tường vi đỏ nha. Cái bông nó màu đỏ nó khác chứ bông vừa nãy nha. Đây, nụ rất là gộ nhiều luôn. Cây cũng một cốt nha. Đây, một cốt này thân của nó khoảng chừng 6 trở lại thôi nha bà con. Chừng 6 thôi nha. Nhưng mà cái loại này thì nó ít lắm. Loại đỏ này, màu đỏ này nó ít nha. Chỉ có một cây thôi. Rồi, có giá là 900k bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Tường vi đỏ. Đây, cái này thì tường vi hồng này nha bà con. Đây, cái này cao thì khoảng là 1m8. Đây, tán ngang từ 60 trở lên đi nha. Em đo hạo bảo đảm cho bà con vậy thôi nha. Đây, cây số 24. Rồi, hồng nha bà con. Này màu hồng đây. Này mở bung tàn ra nữa rất là đẹp nha. Nó sẽ xả ra rất đẹp luôn nha bà con. Đây, cái này thì một cốt hai thân nha. Hoành thân của nó 6-7 thôi. Rồi, cũng có giá 900k bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Đây, cái này là bông đẹp là bà con là khỏi chơi rồi nha. Đây, em có mấy cây mai chiếu thủy thành phẩm nha bà con. Đây, mới vừa tỉa cuộn tàn ra cho bà con dòm cho kỹ thấy cái nước dây và tai chi nha. Đây, về nó đang đâm mục lên nha. Gỗ tàn nó rất là đẹp luôn. Rồi, cho cao mai đi. Chiếu thủy da đen nha bà con, bảo đảm nha. Chiều cao là 63, tán ngang là 66. Đây, cây này em bảo đảm bà con da đen nha. Đây, cốt cành của nó là bự không có tay cái em hết rồi nha. Đây, em đo hoành thân vị trí này nó nha. Vị trí này nó 16 thôi nha bà con, 16. Còn hoành đế em đo trên đây đi, nguyên đế đặt của nó đây là 59 nha. 59, đây nguyên bộ đế rất đẹp luôn nha. Rồi. Đây, đế này rất đẹp luôn bà con. Cây okay. Này nhiêu? Rồi, cây này có giá là 2,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, cây này thành phẩm nha bà con, bảo đảm nha. Lá chung hả? Lá chung da đen nha bà con. Rồi, da đen. Đây, cây số 26. Đây cũng là mai chiếu thủy, lá chung da đen luôn nha. Hàng này em bảo đảm cho bà con là da đen. Đây. Cái này, những cái này đều thành phẩm hết rồi nha. Chứ đợi lên tài được nó thôi rất là đẹp luôn. Cao là 68. Tán ngang là 70. Đây. Hoành của nó là 28 nha bà con. 28 hoành. Đây. Phụ đế thì rất đẹp luôn nha. Phụ đế này của nó em đào hào cho bà con xem thôi nha. Hào hoành đế thôi. Rồi hoành đế nó 60 luôn nha bà con. Đây hoành đế nha. Đế nở đế đặt luôn nha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi cái này cũng có giá là 2,4 triệu luôn nha. 2,4 triệu em bao ship cho bà con luôn. Đây có cành gơ rất đẹp nha bà con. Cái này thì em không chip chậu nha bà con. Chậu này chậu xi măng. Ship sẽ bể nha. Đây, cây này có cái dáng rất đẹp luôn, không cao nha. Cây số là 27. Đây, chiếu thủy lá chung luôn nha. Da đen. Rồi, chiều cao là 85. Đây, tán ngang vị trí này của nó là 86 nha. Đây, một cốt luôn nha. Rồi, hoành thân của nó là 34 nha bà con. 34, 35 tính 34 đi. Còn nguyên hoành đế này của nó thì đó hạo đấy cho bà con tham khảo thôi. Hoành đế nó tới 82 nha. Nguyên bộ đế rất đẹp nha. Đây, cây này có phong cao. Rồi cái này có giá là 2,8 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, những cái này đều thần chậu hết nha bà con. Đây, đang đâm búng đọt non ra luôn. Ra bích tàn là rất đẹp nha. Có bông luôn ha. Rồi, 2,8 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái mặt cắt à. Đây, mặt cắt này thì bà con yên tâm. Lành hết rồi, sỏi hết luôn rồi nha. Cái này là người ta xử lý xong hết cho bà mình rồi nha. Rồi. Đây, cây số 28 cũng là chiếu thủy luôn nha bà con. Mai chiếu thủy. Đây. Cái này có dáng ngồi rất đẹp nha. Chiều cao là 64. Tán ngang là 69. Cây số 28 nha. Đây, cái này có cái dáng thế ngồi. Cái này thành phẩm hết rồi nha bà con. Hoành 25 nha bà con.
25 hoành. Rồi, đây. Còn hoành đặc này của nó là khoảng là 40 đi. 40 nha. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Bảo đảm cây là thành phẩm rồi, hết rồi nha. Rồi, mặt cắt. Đây, mặt cắt ở đây, xử lý rồi hết nha bà con, yên tâm nha. Đây, rồi, rất đẹp luôn. Đây, rồi cây này có giá là 1,5 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. 1,5 triệu thôi. Rồi. Đây em có về một cặp lại lại cánh đơn nha bà con. Đây ra bông gắt gọn luôn nha. Tàn thì gắt tròn. Đây về bà con lên cái chậu nó thôi gắt đẹp nha, bông là thơm, là mùi thơm nó rất là thơm nha. Đây. Chiều cao là 1m4. Rồi tán ngang của nó khoảng 1m4 luôn nha bà con. Đây tàn rất là tròn đều luôn nha. Bộ đế thì bà rất là đẹp luôn. Nhìn cái bông rồi. Đây. Đây cái lại này. Bà con cái này là có bộ đế là bà con khỏi chơi nha. Cây này sống tốt khỏe, cây thường chậu rồi. Này em là bứng từ trong chậu ra nha. Rồi. Cây là tàn đều tròn đẹp luôn. Đây nồi đế nó cũng rất đẹp nha. Đây hoành 16 nha bà con, 16 hoành. Đây nồi đế này của nó là 75 nha. Rồi. Đây. Nồi đế rất đẹp luôn nha. Đây cái này phí ship cũng hơi cao tí nhưng mà em sẽ bao ship cho bà con luôn nha. Rồi cái này có giá là 2,4 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây rất là tròn tàn, rất là đẹp luôn nha. Số điện thoại của em là 0772 877278. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn nha bà con. Đây cũng là một cây lài luôn nha. Rồi. Đây cũng là một cây lài, cũng chỉ một cặp thôi nha bà con. Đây tán rất là tròn luôn, tán tròn đều luôn nha. Rồi cao lên. Rồi chiều cao là 130. Tán ngang. Tán ngang là khoảng 130 luôn nha bà con. Đây khoan rồi lục có bông rất đẹp nha, có bông hết rồi ha. Này là đang nụ rất quay là nhiều quay nha quay bà con, qua mấy cái bông rồi nụ rất là nhiều nha. Đây bông thì rất là thơm luôn bà con, là áo đảm luôn nha. Rồi đây còn nụ nó rất là nhiều, về nó gọn rất đẹp nha. Đây hoành vị trí này của nó là 14 nha bà con, 14 hoành. Đây nó bộ đế thần chậu không, thần chậu nha, về bà con môi để đế lên cũng đẹp lắm nha. Rồi. Đây, rồi cái này có giá là 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Để đại xuống đi. Cây số 30. Rồi, cây 31 là em có một cặp mai chiếu thủy là thành phẩm nha. Có là cây này là một cặp này của ông già ông chơi rất là lâu rồi nha bà con, cái này là rất là khó kiếm nha. Nó giống tương đương nhau, song song luôn, giống hệt nhau nha. 9 với 10. Đây, này là có cái dáng là tam can ngũ thường. Đây có ông già, những ông già xưa chơi nha. Đây loại này thì bà con thì cũng biết rồi nha. Rồi. Mai chiếu thủy lá chung, da đen nha bà con. Này lá chung thôi. Nhỏ hơn xíu rồi, chiều cao là 75. Đây tán ngang là 77. Đây bảo đảm không bị mục bể nha bà con. Cái này cũng thần chậu rồi. À, lá chung đây, da đen hả? Lá chung nó hơi vừa cái lá nó gì nè chú Tính. Lớn. Lớn thì nó bự lắm, ngoài kia nó lớn. Rồi. Đây lá nó tương đương vậy thôi nha. Rồi để em đo hoành thân tham khảo nha. Đây hoành thân nó 17 nha bà con, 17 dưới. Đây đo hạo vị trí này của nó đi. Rồi 40 đi. Rồi xây đi. Đây tay chi là bắt rất là già rồi, cốt của nó là rất là lớn nha bà con. Này chơi cũng lâu năm rồi nha, cũng giờ xưa thôi. Rồi đây, rất là đẹp luôn nha. Cái này có giá là 4,5 triệu nha bà con. 4,5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tam can ngũ thường. Nhưng mà em không ship chậu nha bà con, em sẽ thay cái chậu nhựa lên cho bà con thôi. Chứ cái chậu này thì rất là nặng. Đây, cái này với cái kia cũng là một cặp nha. Đây, rất là đẹp luôn. Bà con nào mà chốt cây này chơi về nhà là rất là tốt trong nhà phong thủy nha. Đây, hiếm có gặp được nguyên một cặp mà nó được giống như vậy lắm nha. Rồi, chiều cao là 82. Rồi, tán ngang cũng là, tán ngang là 82 luôn đi. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha. Đây tam can ngũ thường đây nha. Đây. Có cái đuôi giống hệt vậy ha. Rồi. Hoành của nó là 19 nếu xíu như 18 đây nha bà con. Trừ hao đi nha. Còn hoành bệ chứ. Hoành bệ này của nó đi. Đo trên đây đi. Rồi 47 đi. 47 đi trên đây thôi nha. Còn rồi. Cái này còn nhiều hơi bự hơn nữa nha. Đây bảo đảm nguyên bộ đế rất đẹp luôn nha.
cũng một giá là 4,5 triệu luôn nha bà con, một cặp nha. Cặp này em giao lưu với bà con một cặp luôn nha bà con, cái này chứ không có một lẻ loi một cây. Rồi cái này cũng là cây cố lép, em muốn xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh LTK và cảm ơn dự kiện Thảo Nguyên, cảm ơn rất nhiều, hẹn những lứa sau ạ. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại vào những clip sau.